Còn chút gì để nhớ, MC Nguyễn Ngọc Ngạn và hành trình tạm biệt Thái Lan trở về Canada. Sau thành công Party by Night số 134, lời cảm ơn MC Nguyễn Ngọc Ngạn thành công tốt đẹp tại Thái Lan. Bà chủ trung tâm tiếng Nga Tô Ngọc Thị nói, Party by Night số 134 tại Bangkok. Trung tâm tiếng Nga xin một lần nữa gửi lời chân thành tri ân đến tất cả khán giả xa gần đã đến tham dự và cho hai suất thu hình Party by Night số 134 Nguyễn Ngọc Ngạn lời cảm ơn thu hình tại Bangkok thành công mỹ mãn. Mới đây con trai của MC Nguyễn Ngọc Ngạn anh cũng đã chia sẻ những hình ảnh hiếm của gia đình anh và ba mẹ có chuyến đi du lịch Thái Lan và Nhật Bản. Sau live show anh nói Bangkok Thái Lan ngày 8 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, ba mẹ con đi tham quan Bangkok Thái Lan và thành phố rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi đến Thái Lan. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm đất nước châu Á. Chúng tôi đi thăm đền, trung tâm mua sắm và tham quan thuyền. Chúng tôi cũng thử các món ăn khác nhau ở đó và nó thật tuyệt vời. Ngoài ra, bố tôi đã thực hiện chương trình tiếng Nga cuối cùng của mình ở đó. Party by Night 134 được tổ chức tại sảnh Rio Paragon vào ngày 15 và 16 tháng 10. Buổi biểu diễn thành công lớn nhưng cũng rất xúc động, gần 10.000 khán giả tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của cha tôi. Mình cũng được gặp và chụp ảnh cùng fan hâm mộ tại show diễn. Rất hân hạnh được gặp tất cả các bạn tại buổi biểu diễn. Tất cả các bạn đều tuyệt vời, chuyến đi vô cùng tuyệt vời và tôi hy vọng rằng tôi sẽ đến thăm Thái Lan một lần nữa trong tương lai. Sau đó gia đình anh cũng đã đi du lịch sang Nhật Bản. Nhiều khán giả đã để lại lời cảm ơn đến MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chúc gia đình ông có chuyến du lịch thật nhiều ý nghĩa, tận hưởng niềm vui và hạnh phúc sau những vất vả mà ông đã cố gắng trong live show cuối cùng, để live show thành công tốt đẹp. Nhân công đóng góp của ông hơn 30 năm cho trung tâm tiếng Nga, để giờ đây khi dừng sự nghiệp từ bỏ nghề MC, ông đã làm khán giả phải xúc động rưng rưng khi chia tay ông. Một người MC không ai có thể nào thay thế nổi và ông đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, đã dùng hết những hiểu biết sâu rộng của mình để tạo tiếng cười cho khán giả. Tiểu sử Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà văn MC đến từ Việt Nam. Hiện ông đang sống tại Canada cùng gia đình và là dẫn chương trình MC độc quyền cho các chương trình của Party by Night từ năm 1992 đến năm 2022. Thời ấu thơ niên thiếu và cuộc sống trước năm 1975, Nguyễn Ngọc Ngạn sinh vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại Sơn Tây. Trong một gia đình có 6 người con, em út của ông là nhạc sĩ Ngọc Trọng. Trong năm 1954, ông theo gia đình xuống Hà Nội, rồi ra Hải Phòng để di cư vào miền Nam. Trong những năm đầu tiên, ông cư ngụ tại xóm làng theo đạo Công giáo, tại Củ Chi, mà sau này khi ông đã vượt biên và nhớ lại, ông đã viết thành tiểu thuyết Xóm Đạo. Bắt đầu từ khoảng thời gian này, Nguyễn Ngọc Ngạn đã phát triển một niềm đam mê, đó là đọc tiểu thuyết. Ông kể dù bố mẹ cấm vì thời điểm đó rất khó khăn, nhưng ông vẫn lén trùm chăn hoặc ra ngoài hè nhân lúc trời có trăng rằm, cả nhà đã ngủ say và phải đọc cho kỳ hết cuốn sách ông đang có mới thôi. Những tác phẩm đầu tiên trong đời mà ông được tiếp xúc là những tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhóm các nhà văn theo xu hướng cách tân văn học trong nước. Năm 1957, ông lại theo gia đình di chuyển vào Sài Gòn và cư ngụ trên đường Thoại Ngọc Hầu, vùng ngã ba ông Tạ. Những năm trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tồng. Đến năm đệ nhị, nhờ đậu cao kỳ thi Tú Tài 1, ông được nhận vào trường Chu Văn An và lấy được mảnh bằng Tú Tài 2 tại đây. Trong những năm theo học trường Nguyễn Bá Tồng, Nguyễn Ngọc Ngạn luôn được giữ vai trò trưởng ban kịch của lớp và ông luôn mơ ước được trở thành một nhà soạn kịch hoặc diễn viên kịch, chứ không phải là nhà văn hay MC như những gì ông đang làm bây giờ. Sau này ông được giáo sư Pháp Văn kiêm nhạc sĩ Lê Thương, tác giả trường ca Hoàng Vọng Phu, chú ý đến tài nghệ về kịch nên đã hướng cho ông đi học ở trường Quốc gia âm nhạc. Hai tháng theo học trôi qua và đã đến lúc ông nhận ra những hạn chế phát sinh từ việc ông bị cận thị rất nặng. Tính đến năm 1972, ông đã cận thị tới 5,5 độ và vai trò thích hợp nhất của ông lúc ấy là thầy giáo. Trong khi đó, bố mẹ ông lại khuyên ông nên lấy cho được bằng Tú Tài toàn phần thay vì bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật quá sớm. Thế nhưng trước khi tự dạ mái trường Quốc gia âm nhạc, ông may mắn được học một ít chèo cổ. Sau khi đậu bằng Tú Tài toàn phần, Nguyễn Ngọc Ngạn được mời để dạy học ngoại ngạch tại một số trường công. Năm 1970, ông bắt đầu cuộc sống của một quân nhân sau khi đã kết hôn với một nữ sinh trường Thomas tên là Lê Thị Tiết Lan. Đầu tiên ông ở sư đoàn 9 bộ binh,
sau đó được đổi về tiểu khu Định Tường, nhưng không về tiểu khu mà về tiểu đoàn tác chiến ở quận Cái Bè. Đến năm 1974, khi Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm, thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cấp bậc trung úy. Sau khi dạy được đúng một niên khóa, thì xảy ra biến cố 30 tháng 4. Sau đó ông học tập cải tạo, như biết bao nhiêu trí thức, chiến sĩ khác, cuộc vượt biên định mệnh. 3 năm sau biến cố 30 tháng 4, ông được thả cùng gia đình. Khi vừa về, ông trở thành người vô gia cư và sống lậu ở Sài Gòn. Ông đã được mở một cơ hội vượt biển, cũng như là cơ hội mới cho cuộc sống của mình, nhờ em trai của mình và một người đàn ông tên Ân. Và ông đã trở thành người đầu tiên trong gia đình tham gia vượt biển cùng vợ và con. Thế nhưng những thứ đắt giá nhất ông phải đánh đổi là sinh mạng của người vợ đầu và người con hơn 4 tuổi của mình. Khi tàu đến Malaysia thì bị cảnh sát biển nã súng, rồi sau đó tàu bị sóng lớn quật ngã, khiến cho vợ con ông đều tử nạn. Riêng ông may mắn sống sót cùng với một số thiện nhân khác và được chuyển sang trại tị nạn ở thành phố Kota Haru. Trong khoảng thời gian này, ông mượn giấy bút và bắt đầu sáng tác tác phẩm đầu tay mang tên Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại. Cuốn tiểu thuyết đầu tay này đã chất chứa trong đó rất nhiều hồi tưởng của nhà văn về thân phận của người phụ nữ, đặc biệt là sau cái chết của vợ con mình. Cũng từ đó, ông đã bắt đầu gắn bó với nghề viết văn như một định mệnh tình cờ. Một thời gian sau, ông được hỗ trợ bởi chính phủ Canada và chuyển sang sống tại đảo Rindrupur tại Vancouver. Cuộc sống sự nghiệp tại Canada năm 1982 đến năm 1992. Khi đã yên ổn định cư tại Canada, Nguyễn Ngọc Ngạn đã tiếp xúc không dưới một ngành nghề. Ban đầu ông làm phụ bếp, tham gia dự án của Bộ Y tế, làm công nhân máy xay ở vùng quê, cho đến khi làm việc cho một công ty bảo hiểm và làm thêm công việc thông dịch tại một thư viện. Ngày 19 tháng 6 năm 82, khi ấy Nguyễn Ngọc Ngạn đã 37 tuổi, ông kết hôn với một người phụ nữ 28 tuổi tên Trần Ngọc Diệp, có gia đình đang định cư tại Pháp. Và một năm sau, vợ chồng ông hạ sinh đứa con sau, đặt tên là Nguyễn Phương Định. Năm 1985, gia đình ông chuyển qua Toronto và hiện giờ vẫn còn sống tại đây. Các tác phẩm của ông tiếp tục nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà báo, nhà xuất bản cũng rất nhiều người Việt hải ngoại, điển hình như các tập Nước Đục, Cõi Đêm và Sau Này Lần Lượt. Từng tác phẩm ấy được chuyển thể sang dàn sách nói vào một thời gian ngắn sau khi ông cộng tác với Trung tâm Thúy Nga. Năm 1987, khi số tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn đã vượt quá con số 50, một người đàn ông tên Chiêu, gốc Đài Loan, làm việc tại Thư viện Trung ương Toronto, đã để ý rằng các cuốn sách của nhà văn này được hỏi mượn nhiều ở chính nơi mình đang làm việc. Điều đó dẫn đến việc người này tìm đến Nguyễn Ngọc Ngạn và hai người đã hợp tác với nhau cho ra hai tác phẩm truyện song ngữ Anh Việt dành cho thiếu nhi, gồm truyện Hoa Mộc Lan và Tôn Ngộ Không. Không rõ sau này, khi Nguyễn Ngọc Ngạn chính thức cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, hai người có còn hợp tác với nhau nữa hay không. Tình cờ đến với Trung tâm Thúy Nga năm 1992 tròn 10 năm kể từ ngày cưới vợ sau và ghi án Nguyễn Ngọc Ngạn đã bước sang tuổi 47. Nhân dịp Thúy Nga mời ông sang Paris, ông theo vợ đi qua đó ngoài mục đích thăm gia đình nhà vợ, còn có mục đích cảm ơn ông Tô Văn Lai vì đã gửi tặng những cuốn video cho ông. Khi ấy Trung tâm Thúy Nga chỉ mới là một cửa tiệm băng nhạc nhỏ tại quận 13 của thành phố Paris Hoa Lệ. Thực ra lúc ấy trụ sở chính của Thúy Nga được đặt tại Nam Cali từ lâu. Mãi cho đến khi trung tâm chính thức thực hiện cuốn Paris by Night đầu tiên tại Mỹ, ông mới biết đến sự hiện diện của trụ sở chính. Cái lần đầu tiên gặp vợ chồng ông Tô Văn Lai, Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn nhận thấy sự mừng rỡ trong ánh mắt của ông Tô Văn Lai. Ít ra là qua cách ăn mặc tươm tất, tóc tai gọn gàng, có thể khác với sự hình dung về một nhà văn trước đó của ông giám đốc trung tâm Thúy Nga. Sau khi thảo luận trong bữa ăn tối, Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn còn lưỡng lự trước lời mời làm người điều khiển chương trình, với lý do là ông quá nổi tiếng trong giới văn học, vì vậy Nguyễn Ngọc Ngạn khất ông Lai thêm một thời gian. Trong thời gian khất đó, ông dò hỏi ý kiến những người cháu trong gia đình cùng một số học trò cũ gặp tại Paris thì hầu như tất cả đều phản đối, ngay cả những người em vợ và chính vợ ông cũng không ủng hộ những lời làm MC. Thế nhưng người duy nhất ủng hộ ông là nhạc sĩ Ngọc Trọng, người em út trong gia đình, với lý do muốn bố mình còn ở Việt Nam được thấy mặt ông, dù là qua hình ảnh và chỉ cần xuất hiện trên một chương trình video, rồi sau đó ngưng luôn cũng được. Vợ ông trước lý do xác đáng đó cũng đã đổi ý và khuyên ông nên nhận lời. Sau đó ông gọi điện lại cho ông Lai để thông báo với ông rằng ông đã đồng ý xuất hiện trong cuốn Paris by Night số 17 thu hình tại Paris. Dù rằng lúc ấy ông chưa biết có nên làm nghề này lâu dài song song với việc viết văn hay không,
Tuy nhiên định mệnh đã thực sự thay đổi với người MC mới kể từ ngày thành công của chương trình này. Chính ông Tô Văn Lai đã ngỏ ý mời Nguyễn Ngọc Ngạn độc quyền cộng tác với Trung tâm Tiếng Nga lâu dài, nhờ vào cách gây ấn tượng của ông đối với khán giả thông qua cách dựng chương trình độc đáo, khác lạ so với những MC trước. Và mới đây, ông Tô Văn Lai vừa qua đời, cùng lúc MC Nguyễn Ngọc Ngạn giả từ sân khấu. Tương lai của Body by Night dưới sự điều hành của cô Tô Ngọc Thủy và chồng là Hình Thi, có sẽ còn tạo được dấu ấn như đã từng có hay không?